Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Ninh. Alo, Bắc Ninh đâu ạ? Bắc Ninh đâu rồi? Alo. Tôi đang nghe đây ạ. Vợ tôi là nó rất chi muốn chỉ là kiểu như là, nếu nói về giải phẫu sinh lý thì bà này bà rất là khát khao chuyện sinh lý, nhưng mà bây giờ có tuổi bà ấy, tôi muốn đòi hỏi nhưng bà ấy không đáp ứng được. Thế bà ấy khát khao hay anh khát khao? Tôi rất khao. Ừ. Bà ấy kiểu như bà, thế bà ấy bao nhiêu tuổi rồi? 5559. Bà ấy sinh 559 á? Ừ. Thế anh sinh năm bao nhiêu? Tôi 559. Tức hai ông bà sinh 559. Thế bây giờ là anh thì khát khao mà chị chả thèm khát khao nữa. Ừ. Thế bây giờ thì là muốn gì? Ngày xưa là cái thời kỳ bà phụ nữ bà thích lắm. Có người thì bảo ông cứ đi mua cái tuyết gì bôi trơn mà bà lại hồi xuân ngay. Thế là 59 là bao sáu mấy rồi nhỉ? 62. 62. Thế là tuần nếu mà được bà ấy đáp ứng thì anh được mấy lần? Tôi có thể là ngày nào cũng chơi được. Giỏi thế à? Thế là hai ông bà là được nhiều đông con nhiều cháu chưa? Tôi duy nhất có một thôi. Có trai con gái? Gái. À thế à? Cháu đi với chồng rồi. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ tâm sự với anh nhé. Tóm lại câu chuyện của anh là hai vợ chồng bằng tuổi nhau, năm nay là 62 tuổi đúng không? Thế thì cái chuyện mà vợ gần đây là không thiết tha gì ấy, thì là nó diễn ra lâu chưa? Diễn ra cách đây khoảng hơn năm rồi. Úi giời, mới có hơn năm á, khiếp. Có người á, đến 50 người ta đã, phụ nữ ấy ạ, người ta đã ớn lắm rồi, nằm gần là hất ra ngay ấy. Thế là chị phục vụ anh là hơi lâu đấy, đến tận 61 tuổi. Gần 2 năm rồi. Gần 2 năm thì cứ cho như là phục vụ đến 60 tuổi. Thế là bà ấy cũng tuyệt vời đấy, đúng không? Như vậy có nghĩa là nó bị lệch pha nhau. À, bởi anh mạnh quá cho nên là anh cảm thấy như là chị bị nhạt trong cái chuyện đấy. Chứ ở tuổi 60 thì nói thật với anh là không mấy phụ nữ mà còn nhiệt tình ở trong cái chuyện đấy đâu. Đấy, là bởi vì cái sinh lý lúc đấy nó kém rồi. Đấy, ai người ta xui anh là đi mua cái tuyết bôi trơn ấy nhá, là có lý, là bởi vì cái chỗ bộ phận đấy là nó cũng teo nhỏ nhỏ lại bớt rồi, xong rồi nó lại cũng khô khan và mỗi một lần làm ôi trời ơi sao nó đau. Cho nên nghĩ đến mà khiếp ấy, đúng không? Đấy là về phía bà. Nay lại vớ được ông chồng như là anh, đúng không? Máu lắm, ngày nào cũng được, đúng không? Xong là vào trận thì hùng hục ấy. Xong rồi ông lăn ra ông ngủ. Sau đấy thì bà ấy đau phải vài ngày sau. Đã bao giờ thủ thỉ với chị ý chưa? Tìm hiểu nguyên nhân tại sao dạo này bà lại thờ ơ thế. Thì bà bảo sao? Bà bảo tôi không thích. Không thích, thế thì phải hỏi tiếp. Thế chị bây giờ là ở nhà hay là làm gì ạ? Bà đi làm. À, lại vẫn còn đi làm. Thế anh ở nhà hay đi làm? Tôi giờ đi hưởng theo chế độ lương thôi. Vâng, thế bà không được hưởng chế độ lương ạ? Bà gọi đi làm thêm. Vâng, thế cũng bất công nhỉ? Nam giới về một cái là về ở nhà luôn, còn nữ giới về là vẫn đi làm thêm. Tuổi 62 rồi vẫn đi làm thêm, đêm mệt lắm, chỉ muốn ngủ bù để mai lại tiếp tục đi làm thêm thôi. Đúng tâm lý thế, đúng không? Còn ông ở nhà là cứ xem vô tuyến, xong lại bạn bè vui tươi, xong lại chat chít, xong lại hưng phấn, xong về này đã thấy nó lệch pha nhau ở chỗ đấy, đúng không? Vậy thì tại sao lại không tổ chức lại cái cuộc sống gọi là của hai vợ chồng của mình? Bây giờ nó lãng mạn như ngày xưa đi, đúng không? Đỡ đần chị trong việc nhà đi, chăm sóc chị đi, vâng, đưa đón đi, nói những lời có cánh vào. Chị về nhà coi như chỉ việc ngồi ăn cơm thôi. Đúng, tâm lý. Vâng, thế xong là buổi tối hai vợ chồng xem phim tình cảm. Bà không cho phim, bà ngủ luôn. À, bà ngủ luôn vì mệt quá, đúng không? Nói tóm lại là tuổi mình là chuyển sang một cái giai đoạn khác rồi. Vì vậy nếu muốn nó được như ngày xưa thì lại phải học lại, đúng không? Lại phải học lại để sống đúng với cái tuổi của mình ấy. Thế thì nó sẽ đảm bảo hạnh phúc hơn. Cứ tổ chức lại một tí, yêu thương, chiều chuộng, đưa đón như ngày xưa ấy, rồi bảo thôi thì đi làm vừa thôi cho nó đỡ mệt. Nhà kinh tế có khó khăn lắm không? Nhà tôi kinh tế không khó khăn lắm đâu. Thế thì động viên bà ấy.
thôi thì đi làm thêm cho đỡ buồn, nhưng một tuần đi làm 3 buổi thôi. Đi làm nhiều quá mệt, tiền để làm gì? Cái đoạn còn lại nó ngắn ngắn thôi thì mình hưởng đi thôi. Thế rồi tâm sự với chị, động viên chị thì tôi nghĩ rằng là làm mọi cách, như là cái hồi mà anh tán chị, anh yêu anh tán chị như thế nào thì bây giờ cũng như thế. Đấy, tôi đang bảo muốn hồi xuân lại kiểu cảnh như thế đấy. Đấy, thế thực hiện đi thôi. Nhiều khi tôi ở nhà tôi vẫn mở băng mát xem vâng, mình. Vâng, đấy vâng. Là anh, còn vợ anh khác nhá. Tóm lại là cũng không nên sử dụng cái băng mát đi đâu anh ạ. Bởi vì như thế là anh tự phải như là một dạng liều thuốc ấy. Thuốc kích dục của anh ấy. Anh không cần xem mà nó vẫn cứ hàng ngày mong muốn thì nó mới là điều đấy. Tốt chứ. Chứ còn cứ phải xem mới mong muốn thì nó cũng thường thôi nhá. Rồi, tôi hy vọng là anh sẽ điều chỉnh được cách sống của mình để cho phù hợp hai vợ chồng.